Người môi giới chứng khoán 23 tuổi kiếm 117 tỷ đồng sau 18 tháng vào nghề. Chiến lược nằm ở một vật nhỏ bằng đốt ngón tay, nghề nào cũng có thể áp dụng. Nhiều người tin rằng sự nhất quán kiên trì có thể tạo nên thành công nhưng không phải ai cũng biết phương pháp duy trì nó trong khoảng thời gian dài. Chiến lược kẹp giấy của người môi giới trẻ tuổi. Năm 1993, một ngân hàng nhỏ ở World, Canada đã tuyển Chandler một nhà môi giới chứng khoán 23 tuổi. Dermit là một tân binh nên không ai ở ngân hàng kỳ vọng quá nhiều vào anh. Hơn nữa, hồi đó Albert vẫn là một vùng ngoại ô tương đối nhỏ so với thành phố Vancouver sầm uất gần đó, nơi hầu hết các giao dịch kinh doanh lớn được thực hiện. Các dịch vụ email phổ biến đầu tiên như EO và Hotmail 2 ba năm sau mới xuất hiện tại đây. Vị trí địa lý luôn đóng vai trò quan trọng trong thành công kinh doanh, nên Albert hẳn không phải nơi lý tưởng cho của những thương vụ bom tấn. Tuy nhiên, bất chấp những bất lợi kể trên, Dermit đã đạt được những thành quả lớn đầu tiên nhờ một thói quen đơn giản được anh thực hiện liên tục mỗi ngày. Trên bàn làm việc, nhân viên môi giới chứng khoán này đặt hai chiếc lọ, một chiếc chứa đầy 120 chiếc kẹp giấy còn cái kia trống rỗng. Mỗi buổi sáng, tôi bắt đầu với 120 chiếc kẹp giấy trong một lọ và tôi sẽ tiếp tục quay số điện thoại cho đến khi chuyển hết kẹp giấy sang lọ thứ hai. Trên Dermit nói, điều này có nghĩa là một ngày chàng trai trẻ gọi 120 cuộc điện thoại. Trong vòng 18 tháng, doanh số của Dermit đã lên tới 5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng. Ở tuổi 24, anh nhận mức lương 75.000 USD, khoảng 1,7 tỷ đồng. Trong vòng vài năm, các công ty khác bắt đầu săn đón người môi giới này. Dermit sau đó kiếm được một công việc trả anh 200.000 USD, khoảng 4,6 tỷ đồng tại công ty khác. Thói quen thành công và thói quen thất bại. Chia sẻ về thói quen của mình, Dermit chỉ nói đơn giản tôi bắt đầu gọi điện lúc 8 giờ sáng hàng ngày tôi chưa bao giờ xem báo giá cổ phiếu hay nghiên cứu của nhà phân tích tôi cũng không bao giờ đọc báo cả ngày nếu có tin tức thực sự quan trọng kiểu gì cũng sẽ tới tay tôi bằng cách này hay cách khác câu chuyện của chen dermit là minh chứng cho một sự thật đơn giản thành công thường là kết quả từ sự tuân thủ việc lặp lại những nguyên tắc so sánh kết quả của người môi giới chứng khoán với chính chúng ta những người luôn muốn tập luyện nhưng lại thấy khó khăn với việc đến phòng tập chúng ta luôn biết mình nên đọc nhiều sách hơn ăn uống lành mạnh hơn nhưng lại không tìm thấy động lực hay nói đơn giản là muốn đạt được mục tiêu nhưng lại thích trì hoãn việc bắt tay vào làm. Học được gì từ 120 chiếc kẹp giấy? Chiến lược kẹp giấy hoạt động đặc biệt hiệu quả vì nó tạo ra một tín hiệu thị giác có thể giúp thúc đẩy bạn thực hiện một thói quen nhất quán hơn. Tín hiệu thị giác nhắc nhở bạn vừa bắt đầu một hành động, chúng ta thường chỉ bắt đầu thói quen tốt được vài ngày rồi động lực dần biến mất để sự bận rộn trong công việc chiếm lấy bạn. Tin tưởng vào khả năng ghi nhớ sẽ khiến bạn thất bại đó là lý do tại sao một tín hiệu thị giác chẳng hạn như một hộp chứa đầy kẹp rất rất hữu ích để duy trì những thói quen tốt thúc đẩy bạn đi đúng hướng tín hiệu thị giác thể hiện tiến trình của bạn tính nhất quán là một yếu tố không thể thiếu để thành công nhưng ít người thực sự đo lường mức độ nhất quán của họ trong cuộc sống thực chiến lược kẹp giấy tránh được cạm bẫy đó vì nó là một hệ thống đo lường tích hợp sẵn chỉ cần nhìn vào những chiếc kẹp giấy của bạn và bạn sẽ có ngay thước đo về sự tiến bộ của mình Tín hiệu thị giác có thể tiếp thêm động lực, thúc đẩy mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, càng bỏ nhiều kẹp giấy vào hộp bạn càng có động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đã có những nghiên cứu kinh tế học hành vi đề cập đến điều này với tên gọi hiệu ứng tiến bộ được ưu đãi. Tạo chiến lược kẹp giấy của riêng bạn, có rất nhiều cách để sử dụng thói quen kẹp giấy cho mục tiêu của riêng bạn. Bạn đang hy vọng thực hiện 100 lần chống đẩy mỗi ngày, bắt đầu với 10 chiếc kẹp giấy và bỏ một cái vào hộp hoàn thành ngay khi vừa thực hiện động tác hạ người xuống. Bạn cần gửi 25 email bán hàng mỗi ngày, sử dụng 25 chiếc kẹp giấy và ném một chiếc sang phía bên kia mỗi khi bạn nhấn gửi. Nếu bạn muốn uống 8 ly nước mỗi ngày hay muốn tự nhắc nhở về việc uống thuốc đầy đủ 3 lần, lấy số kẹp ghim tương ứng và bắt đầu ngay hôm nay. Thậm chí bạn có thể không sử dụng kẹp ghim, nhưng hãy đảm bảo bạn nhìn thấy nó, nhìn được rõ ràng quá trình mình bắt đầu một thói quen. Gendermith cho rằng thành công trong lĩnh vực của anh bắt nguồn từ một nhiệm vụ cốt lõi, thực hiện nhiều cuộc gọi bán hàng hơn và việc nắm vững các nguyên tắc nền tảng sẽ tạo nên sự khác biệt. Điều này cũng áp dụng được với việc thực hiện các mục tiêu. Chẳng có bí mật hay phương pháp thành công nhanh nào cả, chỉ có thói quen tốt giúp bạn vững vàng hơn mỗi ngày mà thôi. Theo Business Insider